trên cảnh này là còn gì bằng nữa. Thấy không? Nhìn xuống đồng bằng kìa. Đó, đẹp chưa? Sương mù from the fog. Ê, nãy tao thấy có cái đường vô đó, nãy dưới có đường đó, hồi mình chạy vô đường đó thử coi. Ai biết? Tao cũng chưa đi đường đó nữa. Lũ vô trong cái rừng á, chắc nó thì nó đi vô rừng á. Phát hiện ngôi nhà trong rừng. Trời ơi. Có ngôi nhà của người rừng ở nè. Ồ, mở cửa ra coi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, có người trong rừng nè. Ôi đất, trời ơi. Ôi hay không? Ôi cái nhà. Nhà vừa chủ vô này nó lại đắp đất làm vách nè, thấy không? Trời ơi. Ơ cái này mới làm nè. Cái cây này mới kìa. Cây này còn dấu mới luôn nè. Nè. Sinh tồn gì cái này? Cái này không được ngày nữa mà sinh tồn gì có ngày vậy? Sinh tồn gì có ngày vậy? Cái dấu cây là chừng giỏi rồi ngày gì? Ê, có phải hang luôn cả. Vậy là nó quay phim thôi phải không? Trời ơi. Đặng nó quay phim thôi chứ đâu phải là nó sinh tồn thiệt đâu, nó làm bộ rồi. Này làm bộ thôi chứ không phải sinh tồn thiệt nè, nhìn nó giống cây là biết rồi. Đúng không? Ồ. Không mà làm gì cũng cực lắm chứ mày. Ha. Đi hái măng đi. Cái hố cái này là của người ta đào hố đặng bỏ gác vô á. Đi. Rồi bắt đầu anh em chúng tôi lên đường hái măng nha quý vị. Măng chắc không biết chiếc này hên xui rồi. Không gà ta hái hết trơn tới mình vô chắc không còn miếng quá. Khám phá thiên nhiên, khám phá thiên nhiên. Đi suối bắt cua. Ủa cá quá trời luôn kìa. Ủa con nồng nồng đó bự. Trời con nồng nồng đó bự dưới cho ta. Nè. Ôi. Nó bự ghê không. Hồ nước trong đã quá. Suối trong đã quá. Bắt cái gì vậy? Con gì vậy? Con này con nồng nọc. Nó một chân rồi mà nó nhỏ. Con nồng nhỏ hả? Bắt con bự ơi. Nhìn lắm chứ nha. Bắt cua á. Quay chụp anh hả? Đây chụp nó tắm đây. Ghê không? Giống gì tạc găng quá. Tạc găng trong rừng nè. Con mấy con nồng nọc này hay lắm. Con lên lưới nữa vậy. Lạnh gì? Nước suối mà. Mát chứ lạnh gì. Kè thấy không? Nó làm giống cái tán cây nè. Cái tán cây nó nhẹ. Trời cũng như nước mát quá. Không? Ồ dài dài lắm, gạch xuống là đã không? Đó, vô rừng. Trên đây nó sạch lắm, đây là giống như bên trên nguồn ha. Trên nguồn mà nó có miếng vậy nè. Ui, giờ tay chụp hình nữa coi. Mày đứng đó. Chụp hình mày đưa ra chụp hình lên mày làm gì vậy? Đừng nói mày sợ lạnh nha, thì ke nha.
À, thằng chị ke kìa. Chị ke sao lạnh kìa. Nó nói vậy thôi cho em vô cho mình kiếm tới nhà. Ủa cá gì? Đâu? Ủa chiếu rồi. Ủa thưa có hang cá thưa. Con nồng nọc chứ không phải con cá. Nồng nọc hả cá? Nồng nọc. Nó đâu có chân đâu nè. Nè đâu? Cua hả? Cua lò bà. Nè, con xíu rồi trời. Bữa bắt con cua bự lắm. Rồi ok. Ở cá nguyên bậy luôn kìa. Kì ông bú. Họ có cây đó về chồng chồng vô hồ cá đâu. Ở cá nguyên bậy dữ vậy. Hồi ơi. Ủa này cá nguyên bậy luôn kìa. Ở được rồi chứ. Ủa ôi cá ừ cá. Thế vàng cá này mày coi cái gì nguyên bậy mà cái mắt nó sáng trưng đẹp lắm vàng. Nè nè con này nó có chân này là con nồng nọc đó. Không phải con cá. Con nồng nọc. Con nồng nọc ở trên. Con nồng nọc ở trên còn dưới là con cá nó nè 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 nguyên bậy đó nè. Nè mắt sáng trưng nè. Thấy không? Nồng nọc bơi. Trời cái đuôi bơi gì mà nồng nọc gì? Nồng nọc là con này nè 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 nồng nọc nè nó tròn quay nè nó mặc ú nè thấy không? Còn con này là con cá của người ta mắt sáng trưng nè. À. Nè nè. Thấy nè. Đó nguyên bậy luôn kìa. Đây nè con nồng nọc nè, đây nè nồng nọc nè nè. Thấy chưa? Con này con cá nè. Này cá suối. Ờ cá suối á. Nè thấy hương ghê không? Nè. Đó. Trời ơi, rồi rớt đúng rồi. Đẹp ha. Ừ. Nó đẹp ghê không? Chụp cho bạn tắm. Đó. Hai tắm luôn á. Mày nói gãi vô kìa. Làm. Mình nói vô kìa. Ê mình đi hái măng chơi.